Xin chào các bác đến với kênh xe đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video hôm nay em giới thiệu các bác mẫu xe đạp đua Merida Xtreme 905, một dòng xe đạp đua đến từ thương hiệu Merida. Và xe thì được chạy group Shimano 105, rất là cao cấp của dòng Shimano về xe đua. Toàn bộ xe là khung nhôm, và cái tông màu em về là tông màu đen cam, cực kỳ đẹp thể thao, trẻ trung và đẹp mắt. Đi vào phần khung trước của chiếc xe thì đây, các bác có thể thấy cái khung chiếc xe bên đây là toàn bộ phần khung nhôm. Những cái mối hài được hàn đã được cà nhẹ đi, trông nó nhẹ nhàng mềm mại hơn một chút so với là những cái mối hàn cứng ngày xưa. Nó có những cái mối hàn vào đây đã được cà nhẹ đi thôi, tạo cái độ đẹp nó tốt hơn là những cái mối hàn thừa. Là size 50. Thì lát nữa em sẽ đo size của chiếc xe sau. Chiếc xe có size là 50. Do xe đã qua quá trình sử dụng và là xe bãi nên là khung khiết thứ là nó sẽ xuất hiện những cái vết xước là không thể tránh khỏi. Đó, quá trình chủ cũ họ đi luyện tập và để bãi nữa thì những cái vết xước là không thể tránh khỏi. Còn đi về tổng thể thì đây, các bác thấy đây, xe giữ cái độ mới và đẹp nó tương đối là tốt. Các tem viết các thứ đây, viết in tài quần này. Được sử dụng bộ chuyển động group Shimano 105, bộ clip 10 tầng và 2 tầng đĩa cho 20 tốc độ khác nhau. Tay lắc này, tay lắc 105 nữa nhé, do là đã sử dụng là nó bị mờ mất số. Bây giờ sẽ vào đo size của chiếc xe và test chuyển động. Có nhiều bác hay hỏi em về giá bán của những chiếc xe mà em đưa lên kênh, thì các bác ấn vào mũi tên trỏ xuống ở đây. Thì giá bán của chiếc xe em sẽ đề ở ngay phần tiêu đề của video. Còn ngoài ra thì những chiếc xe mà ở phần giá em để chữ xôn như này, tức là xe đã bán. Còn ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh, ấn nút chuông chọn tất cả để nhận được những cái thông báo về những cái thông báo mà những chiếc xe bọn em đưa lên thì nó sẽ thông báo về điện thoại của các bác. Và mời các bác tiếp tục xem video để cho các bác xem. Xe xem đo từ tâm trục đạp đến khóa cọc yên là 50 cm, từ khóa yên tới tâm cổ phốt cũng là 50 cm. Thì size là size 50. Size 50 phù hợp cho các bác đi từ khoảng 1m667 đến khoảng 1m7677 đi là phù hợp. Bộ group 105 với 10 tầng lip và 2 tầng đĩa cho 20 tốc độ khác nhau. Chuyển động ở đây các bác thấy trên hình rất là mượt mà, nhìn xuống nhẹ nhàng, êm ái. Giá bán của chiếc xe bên em đang bán chiếc xe với mức giá chỉ có là 13.800.000 bao ship toàn quốc cho tất cả các bác chuyển hết tiền. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo ở trên màn hình 0975.09943. Ngoài ra thì các bác đăng ký kênh ở góc phải màn hình cộng với cả nút chuông để nhận được những cái thông báo mới nhất về những chiếc xe khác bọn em đưa lên kênh. Cảm ơn các bác xem hết video, hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau.